Chào cả mọi người nha. Thì hôm nay Thương Xích Xích lại có một trò chơi bá đạo đó cả nhà ơi. Hồi tối hôm qua mới nằm mơ thấy trò chơi này rồi chơi luôn nha cả nhà. Thì hôm nay Thương có mua một cuốn bao để cho cả nhà cùng chơi nhảy bao bố, chơi trò nhảy bao bố cá cha kẹp tiền nha cả nhà. Cá cha kẹp tiền, chứ không phải cá cha tắp. Không, cá cha kẹp tiền chứ đừng có cá cha tắp tiền. À, thấy thượng gòm mới vừa đổi được cặp tiền tao 20 triệu mọi người. Mới can xì beng luôn. Trời ơi, thơm bơ. Đâu cái này lì xì là đỉnh luôn. Thôi, đừng mượn, bốc thôi. Bây giờ là sẽ kẹp những cái tờ này vô trong cái kẹp này mọi người. Xong rồi chỉ là ba đội thay phiên nhau chạy lên lấy cái miệng kẹp tiền giống như mà cá tra với hồng mà nhảy lên rồi đó cả nhà. Đó, rất là sau một thời gian kết thúc, ví dụ là 10 phút kết thúc thì đội nào kẹp được bao nhiêu tự đó chi tiền cả nhà mọi người. Nay thì gặp tài trợ tính nhất tới nơi rồi, lâu lâu tài trợ bữa. Được. Rồi kẹp không? Kẹp cho tiền mới kẹp được. Kẹp. Hai vợ chồng ta đổi hả gì vậy? Hả? Hai chồng ta đổi hả? Không, hai chồng chia ra chứ hai chồng đổi gì chơi cái nào anh lại. Mẹ ở đâu hả? Mẹ bên này ấy. Mẹ ngoài Thương. Ngoài Thương hả? Con với Ly, cậu Tài với con Lòi. Con Lòi gì vậy hai? Đừng dịch lại chứ. Con Lòi, con Lòi. Ba không đưa mấy con Lòi nha. Chắc chắc chắc. Đưa nhiều cho mày bỏ túi hả? Ủa trời, mày định ăn định đồng khăm à. Còn kia phiên bản như cá tra, mình thấy cá tra là đớt rồi, đớt vàng rồi. Rồi, tiếp một tấm nữa. Ủa trời, đổi tiền tiếp. Xin ơi, xin sinh ra đi. Chưa hết thấy mất 1 triệu rồi đó. Bắt chớp hả, bắt chớp rồi đây hả? Vô, hết chưa? Hết rồi, hết rồi. Vô, chuẩn bị nè, chơi nè, chơi đầu nè, chơi là ba đổi nha. Thằng em được không? Anh em chúng ta như đồ điên lên không dám nữa chị hai ơi. Bên A đội mẹ mày Thương là mẹ sinh con mày trước đúng không? Chơi đội nó có điểm lạnh gì vậy? Trời ơi, nó nóng trong người. Tự nhiên nghe số. Nếu trà xanh không độ. Rồi tay bỏ tay vô chơi trước hả? À. Mình dây cái trước, mình dây cái trước. Để tay trong như ngoài gì? Rồi, thì rồi nha. Bên đội tao mày mà đi trước. Em cho. Mày không? Em cho. Rồi, giờ đây. Thua thì không chửi à? Không chửi đâu, tao đấm thôi. Nè, nhé, chạy nhanh về để đổi người nha mẹ. Ông này ông bự quá, ông dài cái lưng quá, ông đánh bao ông vừa không? Đó chứ. Đâu? Lấy miệng kẹt nha, không lấy tay nha. Ai kìa? Đâu? Ở đội trong này tao quên. Chưa. Người ta đã hưởng gà mà chưa nhả gà nữa. Đuôi là về cha. Đâu? Tao đang đá gà, tao kìm là người cho lại xuống này. Còn bắt ông nước mấy. Được chưa? Thả gài nha. 1, 2, 3. Chạy đi. Ủa cái mẹ chạy đi. Chạy lại. Dừng cửa lại mẹ. Chạy đi. Trời ơi, vừa gai nào luôn. Tắt, lẹ lên.
Yeah.
Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, tầng 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 tầng. Cột hết cái cọc và 20 này vô sợi dây luôn. Và cứ một người trong đội là sẽ bịt mắt lại. Là ai tới trước đó lấy tay chụp tiền là được lấy hết luôn nha cả nhà. Theo sự điều khiển chỉ đạo của đồng đội của mình. Chỉ tào lao thì đi tào lao, chỉ tào bậy thì tào bậy. Miệng chứ. Miệng làm gì bây giờ, mày đi, đi thẳng thôi chưa kịp nữa mà. Cho lấy tay lên, cho nhảy luôn. Cho nhảy thì có lấy tay lấy luôn được. Ok. Rồi. Bây giờ mình tắt lại ha, sao bịt mắt mình luôn bỏ sợ thở. Sợ thở. Kéo xuống, kéo vô lại xuống. Để ta còn tiền đây. Chứ chẳng cuối ai chứ lớn à. Xuống hay. Trời biết rồi. Chết cha tôi rồi. Chiếc này mà mất. Chiếc này liên áo mà mày không lấy được á là anh em mày đối luôn liên áo rồi. Rồi kéo lên trên xuống. Nè, dây xuống này. Được chưa? Được chưa? Rồi, đứng chị xoay 3 vòng, 2 năm vòng. Tiền của tôi. Ôi dồi. Ôi ôi. Ôi cọc này mà cọc tại 500 mà ngô, cũng chết mập luôn. Này cũng 500 mà còn xanh lè thấy không? Thì chưa? Trời ơi. Mày vô. Đâu nào nha. Xoay đi, mày đứng dậy xoay nè. Xoay nè. Được. Được. Vậy. Mày đi ra cho thầy cổ tay nè. Năm vòng nha. Cho 1. Ủa đi. 2. 1 vòng. 3. 2. Đừng. 3. 4. 1. 5. 2. 3. 2. Đi ngáo, đi nã. Con đi ngáo bên tay phải. Bên phải.
12 sai rồi, kế bên. Đi đã. Kế bên trời. Không phải. Trên trên dây mà đi đó. Lên lên. Muốn giật rồi. Thẳng lên. Thẳng lên. Chấp. Chấp phải lên đây, chấp. Tụ nữa là lên lên. Giờ tới rồi, cô đi cáo cần tới rồi. Đi thẳng luôn, đi thẳng luôn. Đi thẳng, đi thẳng. Ê, lại không? Ê, ghe lại đi, ghe lại qua mất rồi. Thẳng, thẳng thôi. Dạ. Mày sẽ lên đây, dễ lên đi đây. Bà hai ra đây. Em đạp vô luôn đi. Đây đây, thẳng luôn. Nè, bây giờ chuẩn bị nè, giơ tay cao lên nè, chuẩn bị chụp nè. Mở, chụp, mở, chụp. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Đi thẳng. Sao mày chỉ đi thẳng với cha đi ra nè. Đi. Mình vô đây lộ, mà vô đây rồi. Thôi, chụp nè, hốt, hai tay chụp, chụp. Đụng đầu không à? Mấy chồng nó mở rồi. Nè nè, khoan, từ từ. Đi đi, chuẩn bị nè. Chuẩn bị nè, 1, 2, 3, chấp. Chấp, chấp. Đi kiếm bảy cái gài tao đi chụp. Chuẩn bị nè, chuẩn bị bóp chụp ra nè, chấp, chấp, hai tay vỗ lại nhau, hai, chấp đúng rồi, chụp lại, chấp rồi, dính rồi, mở mắt ra coi, mở mắt ra coi. Bà hai nó lấy tiền từ nó nắm nào bà nhận rồi, chụp đi chụp. Ai cứ ăn mở mắt nó đây. Thôi cả nhà ơi, phía đây nó cũng đã dài rồi. Hẹn cả nhà vào một clip sau nha. Bye bye cả nhà. Ăn Tết vui vẻ, năm mới ăn khai tiền nhượng là mang phát tài phát lộc. À, mua tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê. Đó là anh em chúng ta đây. Một cách ni tôn. Đó là anh em chúng ta vô đi rồi không nè. Anh em chúng ta đây rồi đi rồi không. Đem cái mụn xì treo tú. Đem cái mụn xì treo tú. Anh em chúng ta vô rồi đi rồi không. Đi vào đây có cây nhưng mà quên giặt đồ. Anh em nhà tao có thằng sung thằng giả.